này nó nghiêng được khoảng 14 15 độ rồi. Tức là nó dê toàn. Thứ ba cái kho này xây thành một dãy nối tiếp nhau. Sau khi xây xong và đơn vị tôi thì hoạt động bình thường, không có vấn đề gì xảy ra. Và khi mà thủy điện về làm ở đây thì cái đất của nhà tôi cũng không bị ảnh hưởng, tức là cũng không phải bồi thường biết gì cả, bởi vì còn cách xa thủy điện khoảng độ hơn 30 mét mới ra đến đập. Vì thế cho nên tôi không nằm trong cái diện đền bù. Nhưng mà sau khi mà thủy điện làm xong, đóng nước lên thì kho nhà tôi mới bắt đầu là có hiện tượng sụt lún và kéo nứt dãy cả ba nhà kho. Ở ba nhà kho này là khoảng độ trên 6.000 mét vuông. Và cái trị giá là khi xây dựng xong ấy, tôi ước tính nó khoảng 18 tỷ cả ba dãy kho này. Tư vấn thiết kế các anh ấy ra cái kết luận rồi thì bên công ty Thanh Bình lại bác bỏ cái ý kiến của bên tư vấn thiết kế. Và các anh ấy chỉ nói bông cua có một câu rồi: bây giờ là nứt đến đâu giả là làm thế đấy, chứ còn không có cái phương án bờ kè nữa. Mà vì phương án bờ kè này làm ra này, nói thật là nó cũng rất tổn và cũng khá nhiều tiền, cho nên bên đấy các anh ấy không nhất trí như thế. Đến gần đây nhất, tức là cách đây 3 hôm ấy, là mời ban đền bù của huyện, là các anh có mời bên Thanh Bình và gia đình chúng tôi xuống để họp, thì cũng chưa đi đến thống nhất được. Và bên Thanh Bình cũng trả lời rất chung chung, trả lời mỗi một câu tức là bây giờ nó hỏng đến đâu thì sửa đến đấy thôi, chứ chúng tôi không nói đến phương án bờ kè để giữ cái kho cái gì cả. Thì yêu cầu của gia đình chúng tôi là thứ nhất là các anh phải làm phương thế nào đấy, dù bờ kè hay là thế nào thì không biết, nhưng mà các anh phải giữ được nguyên trạng cho cái dãy kho của nhà tôi nó được đứng im, nó không kéo ra nữa, nó không đổ nữa thì mới được. Thì lúc mấy các anh có làm lại hoặc sửa lại gắn bằng xi măng ngay gì đó chẳng hạn thì mới được. Tôi đã công tác ở công ty là được 10 năm, từ năm 2009. Trước đây về nhu cầu công việc của tôi thì là rất ổn định và yên tâm công tác, bởi vì công ty đã tôi có nguồn thu nhập ổn định của công ty để nuôi sống gia đình cũng như là có các con tôi. Nhưng mà từ sau khi mà thủy điện sông Lô 2 được xây dựng và đóng nước thì là nó gây ứ đọng lại ở những con kênh và những dòng suối chảy ra, nên là ngập úng đến chân của kho hàng mà tôi thường làm việc. Có những lúc đi xuống lấy hàng cùng với lại anh em thì là thực ra là nhiều lần là cũng rất là ngại, bởi vì là cái kho